và giới thiệu sơ qua ở tập rồi. Chúng ta đã đến được Ancient City và sở hữu được rất nhiều cuốn sách có giá trị. Vì vậy trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một bộ giáp mạnh nhất cho Minecraft. Thật ra thì nó chỉ đứng sau Netherite. Khoan, đứng hình khoảng chừng là 2 giây để tôi biết ai là người like và subscribe kênh tôi đây. Hãy ấn nút thích video và đăng ký giúp tôi sớm đạt được 1 triệu người đăng ký nhé. Bây giờ thì vô nè. Như tập vừa rồi thì mình cũng đã nói là chúng ta trong tập này sẽ đi lên cái ngọn núi ở trên kia để mà thám hiểm cái cây màu hồng hồng đó là cái cây gì đấy. Thì theo như bình luận của rất là nhiều bạn thì mình đã biết được hai cái thông tin vô cùng quan trọng. Điều thứ nhất là cái cây màu hồng đó có tên là hoa anh đào, chính xác như là những gì mình nghĩ. Và điều thứ hai là cái khu vực mà lộn xộn ở cái tập rồi ấy thì nó là một trong những cái khu vực khảo cổ học. Mình không chắc là chúng ta có thể khảo cổ học bằng cách nào. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ đi lên để khám phá xem cây anh đào nó như thế nào. Ok. Ở đây mình có một cái hang này và trong nó không có quá là đặc biệt. Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta đó chính là cái này. Ui, trông nó khá là đẹp đấy. Nhưng mà có cái gì ở dưới đất này? Cánh hoa màu hồng á. Chúng ta có thể lấy cái này về để mà trang trí không? Những cái cánh hoa nó rơi xuống tạo ra một cái khung cảnh cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà trước tiên là chúng ta sẽ chặt cái cây này thử để xem coi nó làm được cái gì. Cảm nhận đầu tiên là cái âm thanh của nó khá là êm tai. Nhưng mà cái việc thứ hai là cái ván gỗ của nó sẽ có hình hài như thế nào. Wow, look at this. Ví dụ như là bây giờ mình lấy cái khối này và chúng ta xây nhà thì không biết là nó đẹp cỡ nào ha. Sau khi mất cả buổi chiều để tìm hiểu thì bây giờ trời cũng gần tối rồi. Mình tìm thấy có một cái khe nứt khổng lồ. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ không vào bởi vì chúng ta vẫn chưa đủ những cái trang thiết bị. Genshin Impact hiện tại đã mang đến cho người chơi chúng ta phiên bản cập nhật 4.0 với tên gọi như làng mưa nhẹ, không gỗ nguyên nhân, cực kỳ quy mô và hoành tráng, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn vô vàn những trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài ra, khi đăng nhập game ở phiên bản 4.0, tất cả những nhà lữ hành có từ cấp độ 25 trở lên sẽ được tặng miễn phí một Lynette, nhân vật kiếm đơn hệ phong có độ hiếm 4 sao hoàn toàn mới. Khu vực mới. Phiên bản 4.0 hiện tại sẽ đưa chúng ta đến với thủy quốc Foten, quốc gia của công lý, đặt dưới sự cai quản của thủy thần Forina và vị thẩm phán tối cao New Village, là đất nước của nguyên tố thủy. Tại Foten tồn tại rất nhiều những đại dương, những khối nước nổi kỳ diệu trên không trung, cùng thảm sinh vật biển phong phú và đa dạng. Vì vậy, khi đến với Foten, Genshin Impact cũng đã giới thiệu một cơ chế hoàn toàn mới để chúng ta có thể thám hiểm vùng đất này, đó là cơ chế lặn, lần đầu tiên xuất hiện trong trò chơi. Đây chắc chắn là một phương thức di chuyển và thám hiểm cực kỳ độc đáo, mới lạ, mang lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Sự kiện cầu nguyện mới. Trong nửa sau của phiên bản 4.0, kéo dài từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, nhà phát hành HoYoVerse mang trở lại cho chúng ta những nhân vật 5 sao giới hạn cực kỳ hấp dẫn, gồm có Yongli, vị nham vương đế quân, được người dân Ly Dê kính ngưỡng, đồng thời là nhân vật hỗ trợ bảo kê số 1 của tựa game, cùng Tatatlia, vị quan chấp hành đứng thứ 11 trong hàng ngũ của Fatui, một nhân vật hệ thủy với khả năng chuyển đổi trạng thái từ bắn cung sang cận chiến vô cùng độc đáo. Bên cạnh đó, sự kiện cầu nguyện này cũng sẽ đánh dấu màn ra mắt của nhân vật 4 sao hệ băng sử dụng trọng kiếm hoàn toàn mới, Freyminae, người em út của Lini và Lynette mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ trong giai đoạn đầu của phiên bản 4.0. Ở banner vũ khí, chúng ta sẽ có sự trở lại của hai món vũ khí 5 sao giới hạn gồm ngôi sao cực đông, cung tên và giáo nịnh thần, vũ khí cán dài. Phiên bản 4.0 còn giới thiệu hệ thống vũ khí ghen và vũ khí nhật ký hành trình mới Ton, đảm bảo cho các bạn người chơi, dù là free to play hay có nạp tiền, đều có thể sở hữu cho mình những món đồ ưng ý và mạnh mẽ. Hệ thống kẻ địch mới. Trong phiên bản này, Genshin Impact cũng mang đến hai phó bản mới, sẽ là nơi để các bạn có thể chiến đấu và thu thập các nguyên liệu, giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật của mình, Liên Khúc Gió Băng và Hoàng Đế Thép Lửa. Hệ thống thánh di vật mới, thợ săn Mary Charles, bộ thánh di vật tăng mạnh tỷ lệ bạo kích dựa theo lượng máu mất đi trong chiến đấu, ngoài ra tăng sát thương đòn đánh thường và trọng kích. Đòn kịch hoàng kim dành cho các nhân vật có sát thương phụ thuộc nhiều vào kỹ năng nguyên tố. Hệ thống sự kiện mới, nghiên cứu sáng và tối, đại dương mê hoặc, tham gia để nhận nguyên thạch và nguyên liệu bồi dưỡng nhân vật. Thanh đao phán quyết, tham gia để nhận nguyên thạch và nguyên liệu bồi dưỡng nhân vật, vũ khí. Dòng chảy địa mạch, gấp đôi Mora, sách ép nhận được từ hoa địa mạch. Và còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay Genshin Impact cùng với vô vàn giải thưởng độc đáo và có giá trị. Link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi đi về.
Bây giờ Kaito nó kêu mình đi ngủ rồi. Ở đây mình tìm thấy có một cái công cụ gì đó lạ lạ này. Đó là cái chổi quét á. Có phải là chúng ta sử dụng cái này để mà đi quét mạng nhện không? Hay là Mojang thấy cái việc chúng ta sử dụng cái kiếm để quét mạng nhện nó khá là vô lý? Thành ra là bây giờ họ cho luôn cái công thức để chúng ta tạo ra cái chổi quét mạng nhện. Mình đủ nguyên liệu luôn nè. Bây giờ mình thử quét nhà cái. Nhìn nó thiểu năng cái gì á các bạn. Nó để dọn sạch hồ bơi á. Hay là để dọn cỏ. Hay là dùng để quét cánh hoa. Không được rồi. Cái việc bây giờ là mình cần phải đi qua cái chỗ Kaito để mà hỏi Kaito trực tiếp xem coi là cái chỗ này để quét cái gì. Wait what? Tại sao chúng ta không tạo ra một chiếc thuyền di chuyển đi? Như thế nó có phải nhanh hơn không? Một chiếc thuyền gỗ anh đào á. Mình sẽ gắn luôn cho nó một cái rương. Tuyệt vời. Đây rồi. Chưa gì Kaito đã tạo ra được một cái máy farm rồi này. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ lên hỏi Kaito coi cái công dụng của cái chổi quét nhà này là gì. Cái cây này anh tìm mấy cái mẫu vật á, cái anh quét nó ra là được. Giữ chuột phải. Rồi, như vậy là mình đã biết công dụng của nó rồi. Wait, what? Đây là ngôi nhà của Kaito sao? Kaito có một ngôi nhà được làm từ gỗ anh đào. Mình nghĩ là tập này mình sẽ tạo ra một cái bộ giáp đi, rồi tập sau chúng ta sẽ tạo ra một cái ngôi nhà. Mọi người nhìn nó quét này. Nhưng mà điều đầu tiên là cái chổi này có liên quan tới công trình khảo cổ học. Thành ra là bây giờ mình sẽ tìm lại cái công trình khảo cổ học của tập trước mà chúng ta đã bỏ qua. Mình không nhớ rõ là ở tập trước chúng ta đã để quên nó ở chỗ nào. Ở đây rồi, đây là một cái cây cột. Ở tập trước chúng ta đã sử dụng nó để quan sát xung quanh này. Ồ, mình lại phát hiện ra thêm một vài cái khối mà ở tập trước mình đặt này. Có vẻ như là chúng ta đang rất là gần. Hiện tại thì mình đã tìm thấy được cái công trình khảo cổ học rồi này. Tuy nhiên là làm cách nào để chúng ta biết là cái khối sỏi nào có hóa thạch ở bên trong? Lựa chọn bây giờ là mình sẽ sử dụng cây chổi để quét từng lớp một. Nếu như cái lớp nào không có hóa thạch thì mình sẽ đào nó đi. Mình vẫn chưa tìm thấy được thứ gì ở đây cả. Khối đất này trông có vẻ khá là đáng ngờ. Ê, mình tìm thấy được cái gì rồi nè. Yeah, và đó là một tấm thủy tinh màu hồng. Shit. Ui, đây nữa rồi. Chúng ta tìm thấy được một cái lưỡi hái tử thần. Yeah, và đó là một cái cuốc chim bằng gỗ. Mình đập bể luôn rồi. Ui, nó nè. Một cái gì đó màu xa lánh cây. Ui, ê ơi. Cái gì đây? Netherite à. Ui, Netherite này có màu kim cương. Để xem nào. Nó là một cái mẫu rèn trang trí giáp kiểu thợ nặng. Đây rồi. Tuy nhiên là nó có cái điểm gì khác biệt so với khối sỏi bình thường không? Hình như là chỗ này đậm hơn đúng không? Đây nè, để xem coi nó là cái gì. Một khối Netherite có đính kim cương nữa này. Mình có hai cái y chang nhau luôn rồi này. Màu xanh dương á. Kính chắn gió. Nothing. Ở đây mình tìm thấy có hai cái chúng ta có thể quét này. Trông nó như là một cái tô tầm được làm từ đất nung ấy. Mảnh gốm hình trái tim này. Mình không chắc là cái này có thể làm được cái gì. Ui. Ê ơi. Lại thêm một cái mẫu rèn nữa này. Mẫu rèn trang trí giáp kiểu người chủ. Mình trang trí cái này vô là mình có thể sai khiến được dân làng á. Ha. Cái này trông như là mấy cái mini game ấy. Kiểu như là rút thăm trúng thưởng ấy. Lại là một mảnh kính màu xanh. Ui, một cái kiếm được làm bằng vàng á. Có lẽ như là dân làng rất thích điều này. Ha. Nó có màu vàng, ngọc phỉ thúy à. Ui, nó là một cái mảnh gốm này. Yeah, và đó là một cục gạch. Lại thêm một cái mảnh gốm này. Nó là một mảnh gốm có hình bó hoa. Ui, trứng stepper hay gì nè. Cái kính màu hồng. Cút về làm ruộng đi, nhanh. Bây giờ mình sẽ lên đây để mà quét thử cái này. Ui, nó có màu tím. Trong Minecraft có gì màu tím ta? Ừ đúng rồi, cây đèn cầy màu tím à. Bây giờ mình sẽ tạo ra một vài cây sẻng. Yeah, và đó là một vài. Một tấm thủy tinh màu xanh nhạt. Và đây chúng ta có thể là một trái táo vàng không? Bột nhuộm màu cam. Bảo thạch đỏ. Một cái thủy tinh màu xanh nhạt. Và chúng ta có hai cái thủy tinh màu xanh nhạt. Mày đùa tao à? Có vẻ như là mình vừa mới tạo ra một cái tầng hầm khá là dài rồi đấy. Và sau cùng thì mình cũng đã đào đến cái điểm kết thúc của nó. Việc bây giờ là mình sẽ quay trở lại rương và cất những cái vật phẩm mình vừa đào được. Ui, một cái mảnh gốm. Một cái mảnh gốm hình con chó sói. Nice. Lại thêm một cái mảnh gốm khác. Và nó có hình trái tim. Nice. Và nó là một cục gạch. Cút. Trông nó như là một cái lồng đèn trung thu ấy. Một cái tấm biển treo á. Hình như cái này mới cập nhật nè. Gì đây? Hóa thạch găng của Megalodon à. Ui, đây ơi. Một cái mẫu rèn trang trí kiểu người chăn nuôi. Hình như là mỗi cái mẫu rèn là nó sẽ có một cái hình dạng riêng biệt của nó. Theo như mình tìm hiểu thì cái mẫu rèn này được ép vào giáp. Và không biết là cái mảnh rèn nào sẽ là cái vật phẩm hiếm nhất của trò chơi đây. Chỗ này nhiều sỏi quá các bạn ơi. Mình không chắc là cái đống sỏi này có thuộc về cái công trình này hay không. Vì vậy mình sẽ nhìn sơ qua và lọc bỏ những thứ không cần thiết bằng đuốc. Và đây là tất cả những cái vật phẩm mà mình đã tìm thấy được ở trong cái công trình này. Mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì mình là người đầu tiên phát hiện ra cái công trình này ở trong server. Bây giờ chúng ta sẽ đi về. Đây. Nữa rồi đấy. Lần nào lên cũng gặp mày hết ấy.
Wood. Có vẻ như đây là ngôi nhà của lão Nguyên. Hình như là anh em nào sinh tồn trong cái phiên bản này cũng đều thích cái loại gỗ này nhỉ. Mình cũng khá là thích. Ta-da. Và mình đã về tới nhà. Mình sợ mất đồ thành ra là mình chôn cái rương của mình xuống dưới đất. Khu vực hiện tại của mình thì đang mưa, thành ra nó khá là ồn. Cho nên là bây giờ mình đang cố gắng nói lớn hết mức có thể. Bây giờ mình sẽ ra bờ biển để mà khám phá xung quanh. Tại đây thì mình phát hiện ra chúng ta có một cái di tích dưới đáy biển. Mình vẫn chưa có cái mũ hô hấp. Vậy nên cái khối magma này sẽ là cái vật cứu mạng mình. Một cục than, một cái mảnh gốm. Nó có hình dồi dào. Wait what? Hình dồi dào là hình gì nhỉ? Hiện tại thì mình không đủ oxy để có thể khám phá xa hơn. Thành ra là bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà để mà lấy một cái cuốn sách hô hấp. Mình nhớ là trong tập rồi khi chúng ta di chuyển bên dưới Ancient City là mình đã phát hiện ra một cuốn sách hô hấp cấp 2. Đây rồi, mình sẽ gắn cuốn sách này vào trong cái mũ của mình. Như vậy là bây giờ mình có thể an tâm để mà khám phá sâu hơn rồi. Mình lại tìm thấy thêm một cái di tích bên dưới đáy biển. Mình tìm thấy có một cái mảnh rơm và nó có hình lưỡi kiếm. Ở đây chúng ta có một cái con tàu đắm. Không biết là có vật phẩm gì đang chờ đợi chúng ta nhở. Một cái bản đồ kho báu và một đống rác. Mình lại tìm thấy thêm một cái di tích, đó là một cái mảnh gốm và nó lại là cái hình lưỡi kiếm. Mình tìm thấy có một cái mảnh gốm hình người than khóc. Mình sẽ đi theo cái bản đồ này và tìm kho báu. Mình hiện tại đang rất gần kho báu. Hồi nãy mình tìm thấy có hai quả TNT. Mình sẽ sử dụng nó để mà khai thác kho báu. Ở đây mình có một con tàu đắm đang nằm lộ thiên này. Nó là một con tàu hoàn chỉnh. Ở đây mình có rất nhiều ngọc lục bảo và sắt. Double mẫu ghen. Nice. Ngọc lục bảo, một cái mảnh gốm và một cái đền biển. Mình nghĩ là mình sẽ sâu luôn cái đền biển này. Trông nó không ổn một chút nào. Lẹ. Khu vực của Big Shack. Ok, mình có thêm một viên ngọc lục bảo đây. Giờ là hai viên. Ở đây mình tìm thấy có một cái biome hiếm này. Và bên cạnh nó có một cái ngôi làng. Và ở trên này chúng ta có một cái pháo đài của Pillager. Được rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái xô. Chủ yếu là hiện tại mình đang bị dính hiệu ứng cái muỗng. Tức là chúng ta sẽ đào rất là chậm. Bây giờ mình còn phải tìm một cái con bò và uống sữa bò. Hãy uống sữa bò vì sữa bò rất tốt cho sức khỏe. Trên này mình tìm thấy có một cái sừng dê. Không biết cái sừng dê này có âm thanh gì nhỉ? Giờ và nó không có âm thanh. Mình sẽ xin cái chuông này nhá. Tính ra là cái chuông nó khá là quan trọng khi mà các bạn muốn bảo vệ một cái ngôi làng khỏi Pillager ấy. Thế quái nè, cái lò luyện kim lại có một cái rương ở bên trong. À nhầm, bên trong cái rương lại có một cái lò luyện kim. Thế này tức là ngôi làng này đã có người đi qua rồi. Bây giờ thì mình đang có mặt tại nhà. Mình sẽ cất những thứ quan trọng vào trong rương của mình. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ chuẩn bị một số nguyên vật liệu để mà chúng ta qua địa ngục nhé. Đây rồi, có vẻ như là chúng ta đã qua được địa ngục. Wait what? Một cái pháo đài nằm bên cạnh cánh cổng địa ngục của mình á. Mình sẽ tạo ra một cái khiên để bảo vệ mình khỏi những con quỷ lửa. What are you doing? Mình sẽ đến đây và farm một ít que quỷ lửa. May là mình đã chuẩn bị trước một cái khiên rồi đấy. Wait what? Một cái mẫu rèn trang trí giáp kiểu xương rồng. Cái mảnh này có hiếm lắm không? Theo như mình biết là cái phiên bản này chúng ta không thể ép trực tiếp Netherite vào trong giáp kim cương của mình nữa rồi. Vì vậy là mình còn phải tìm những cái mảnh nâng cấp. Nó sẽ có tỷ lệ là xuất hiện trong những cái bastion. Tuy nhiên là hiện tại mình vẫn chưa có cái cánh. Thành ra là bây giờ chúng ta muốn đi khám phá xa hơn thì cái việc bắt buộc là trong tập sau mình phải đi đánh rồng. Mày đánh được tao không? Sao mà đánh được? Để tránh cho mình đi lạc là mình còn phải chụp lại cái tọa độ tại khu vực này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá nhé. Mình phát hiện ra một cái khu vực khá là to. Cái pháo đài địa ngục này vẫn còn rất là lớn. Thành ra là bây giờ mình cần phải đặt một cái cây cầu để đi qua phía đối diện. Trước mặt mình là một cái con gát. Nó cứ bay đi bay lại khu vực này. Bắn thì nó không bắn. Trông thì khá là nguy hiểm. Nhưng mà vì những cái vật phẩm hiếm hơn, mình nghĩ là mình sẽ liều mạng lần này. Rồi. Xong rồi. Nghĩ. Sau khi mất hết tất cả những cái vật phẩm quý giá của mình, mình nghĩ là bây giờ chúng ta còn phải chuyển nhà. An cư thì lạc nghiệp, đất lành thì chim đậu, mà rớt xuống lava thì cay vãi. Sau 5 phút thì cuối cùng mình đã thấy cái nhà của mình rồi. Tạm thời là bây giờ mình sẽ vận chuyển tất cả những cái vật phẩm của mình bằng một cái con thuyền có rương. Mục tiêu của mình là tìm kiếm một cái khu vực nào đó vừa gần biển mà lại có núi. Bên cạnh đó là nó phải có một cái khu vực đồng bằng. Dù nó là một cái khu gần đi chăng nữa thì sau này mình vẫn có thể dọn nó được. Rồi, đi thôi các bạn. Ôi, có vẻ như khu vực này được nha. Nó vừa có đồng bằng này, vừa có núi, có hoa anh đào, mà lại còn có biển. Nice. Mình sẽ dọn một ít cỏ tại đây và đặt một vài cái rương vào. Việc tiếp theo là mình sẽ vận chuyển những cái đồ vật của mình vào trong những cái rương này để mà tập sau chúng ta có thể tạo ra một cái ngôi nhà. Mình về nhà này. Mình đi tiếp này. Mình tới nơi rồi này. Mình cất đồ vào này. Mình về nhà nữa này. Mình lấy mía nữa này. Mình ra biển nữa này. Và mình đã vận chuyển xong hết tất cả những cái vật phẩm ở này. Nice.
Trước tiên là mình sẽ tạo ra cho mình một cái bộ đồ được làm bằng sắt. Bây giờ mình sẽ nung tất cả những cái quặng sắt mà trước đó mình đã khai thác được. Mình nghĩ là mình sẽ tạo ra một vài cái vạt, chủ yếu là mình lấy lava để tạo ra một cái máy farm đá. Và khi mà chúng ta có đá từ cái máy farm đá thì chúng ta sẽ tạo ra một cái máy farm thay ma. Mình sẽ đến khu vực gần nhà của Kisa và John MC để mà lấy một ít thạch nhũ. Đây rồi, có vẻ như là khu vực này bọn họ đã khám phá hết rồi. Mình cũng đã có được số lượng thạch nhũ cần thiết. Bây giờ mình sẽ đi lên. Sẵn tiện ở đây chúng ta có một xô lava này, mình sẽ lấy nó về để làm cái máy farm lava nhé. Mình thấy ở phía xa là ngôi làng này có một cái cánh cổng địa ngục. Mình hy vọng là bên cạnh cánh cổng này chúng ta sẽ có lava. Yeah, và chúng ta không có lava. Không sao, bây giờ mình sẽ lấy đá để tạo ra một cái máy farm lava. Alright, như vậy là mình đã có máy farm lava. Việc tiếp theo là chờ đợi lava đến một cái số lượng nhất định thì mình sẽ lấy nó ra và tạo ra một cái máy farm đá. Bây giờ mình sẽ tạo ra một vài cái hopper và mình sẽ tạo ra một cái máy farm đá tại khu vực này. Chúng ta vẫn chưa có lava. Tạm thời mình sẽ lấy hai xô lava này trước. Trông nó hoạt động khá là tốt đấy chứ. Bây giờ thì mình đã có thể treo mái để mà farm đá. Tuy nhiên để tránh cho trường hợp khi màn đêm buông xuống, một con creeper tiến lại gần và nói "Surprise, motherfucker!" thì việc ưu tiên là chúng ta cần phải tạo ra một khu vực an toàn hơn để mà treo mái. Bây giờ thì mình sẽ treo mái và farm nhé. Sau khi có đá thì bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm một ít gỗ. Rồi, đầy đủ rồi đấy. Mình sẽ tạo ra khoảng chừng là một chục cái phễu. Cái mà mình định xây dựng đó là một cái mega farm. Tức là cái công suất của cái máy farm này nó sẽ khủng khiếp hơn là cái máy farm vanilla thông thường. Để có thể tạo ra một cái máy bắn trong Minecraft, việc đầu tiên là mình cần phải có những cái sợi tơ nhện để tạo ra những cái cây cung. Và sau một đêm mình đi farm nhện, cuối cùng mình đã nhận được 4 sợi tơ. Thậm chí nó còn chưa đủ 2 phần 10 số lượng chúng ta cần nữa. Mình đi về nhà và tìm thấy được thêm 3 sợi tơ nhện. Mình đã có 8 trên 30 sợi tơ nhện. Và đây là đêm thứ 2. Rất may là mình ngồi trên một con ngựa đấy nhá. Trong đêm thứ 2 thì mình đã tìm thấy được 16 sợi tơ nhện. Và cuối cùng thì đêm thứ 3 cũng đã đến. Mình hy vọng là trong đêm nay chúng ta có thể thu thập được 30 sợi tơ nhện. Điều này là quá đủ để chúng ta có thể tạo ra một chục cây cung. Chỉ cần một con nữa thôi. Con này không có tơ nhện này. Ôi, ở dưới kia chúng ta có 2 con nhện. Con này không có nữa. Đây rồi. Như vậy là chúng ta đã có được 30 sợi tơ nhện. Bây giờ mình sẽ tạo ra một vài cây cung nhé. Mình sẽ lấy một ít đá tại khu vực máy farm. Và bây giờ mình sẽ tạo ra một vài cái máy phân phát. Được rồi, đủ rồi đấy. Mình sẽ đi ra bờ biển để tìm một khu vực thích hợp để tạo ra mega farm. Đây rồi, đây là khu vực đẹp nhất rồi này. Bây giờ thì mình sẽ lấy một ít rong biển. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đổ nước vào bên trong cái ống này. Bây giờ thì chúng ta sẽ trồng rong biển lên. Bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống dưới này. Mình sẽ phá rong biển đi. Bây giờ thì mình sẽ đi khai thác một ít cát linh hồn. Mình sẽ đến khu vực có những cái bố địa ngục này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt cát linh hồn vào trong đây. Cát linh hồn sẽ tạo ra một cái lực đẩy và khiến cho mình đi lên trên một cách nhanh hơn. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không bị mất oxy. Bây giờ thì mình sẽ về nhà và tiếp tục farm đá. Mình đã có một số lượng đá cần thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên. Ê! Mình sẽ gắn một số cái hopper để vận chuyển đồ. Đây là một trong những cái cơ chế không thể thiếu của những cái máy farm. Mình sẽ test thử nhé. Nice. Và cuối cùng thì mình đã có được một cái mega farm hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lên và test thử. Trông nó hoạt động ổn định đấy chứ. Bây giờ thì mình sẽ farm lên cấp 100 nhé. 40 này, 50 này, 100 này. Và sau khi có cấp độ 100 thì Kaito cũng đã đến đây và giúp cho mình tạo ra một cái máy lọc vật phẩm. Mình sẽ ép thử một số cái vật phẩm. Mình tạo ra một bộ công cụ bằng kim cương mới. Ui, sắc bén 4 luôn này. Một cái cúp hiệu suất 4 này. Và mình sẽ dọn chỗ này. Chúng ta sẽ mang hết tất cả những cuốn sách lên cái máy farm kia. Sau khi mình có được những cái vật phẩm mạnh mẽ như vậy, mình sẽ đi tìm một cái cuộc chiến của dân làng. Lần này mình quyết định đi đánh Pillager cùng với Kisa. Mục tiêu của mình là tìm thấy càng nhiều Siri càng tốt. Mình đã xin phép Kaito để sử dụng con dân làng thủ thư. Cuối cùng mình đã có được 9 cuốn sách sửa chữa. Bây giờ mình sẽ tặng cho Kaito một ít quà. Nói chung là của ít lòng vòng. Bây giờ thì mình cùng với Kisa để mà đi tạo ra một cuộc chiến của dân làng. Hồi nãy mình tìm thấy ở đây có một con pillager có cờ này. Mình đã cho nó ngồi trên thuyền và nhốt nó vào bên trong cái lều. Và đây là cuộc chiến thứ 3. Trông mình không khác gì một con nhím cả. Hai cuộc chiến đầu là server mình để trong mức độ dễ, thành ra là nó không rơi ra totem. Bây giờ mình đã chỉnh server lại thành chế độ khó. Cuối cùng thì mình đã chiến thắng được cuộc xâm lược này. Tổng kết lại thì tụi mình có được 9 cái totem. Kisa lấy 4 và mình lấy 5. Tụi mình quyết định đi về nhà. Và sau khi mình tìm thấy Siri thêm một lần nữa, mình đã lợi dụng con cá heo để bơi thật nhanh qua cái mega farm. Bây giờ thì mình sẽ tháo hết giáp.
Whee. It will. Thank you.